xin phép được chia sẻ một chút về phương pháp để xử lý cái việc thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán trong việc cung cấp, trong việc trao đi dịch vụ. Chất lượng dịch vụ của xã hội hiện tại thì anh chị thấy như thế nào? Nó hoàn toàn không nhất quán. Bởi vì sao? Bởi vì nó phụ thuộc vào thời tiết, nó phụ thuộc vào ngoại cảnh, nó phụ thuộc vào cảm xúc của người trao đi dịch vụ ở thời điểm đó. Và hiểu được điều này, tôi, Nguyễn Minh Đăng, đến từ công ty VMS với vị trí là trưởng phòng dịch vụ khách hàng, xin phép được chia sẻ một chút về phương pháp để xử lý cái việc thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán trong việc cung cấp, trong việc trao đi dịch vụ. Và để được chia sẻ về những trải nghiệm này thì mời toàn thể anh chị đến với Round Table của VMS để cùng nhau trải nghiệm về quá trình xây dựng bộ chuẩn mực dịch vụ khách hàng thông qua cuộc thi của VMS nhé. Và xin chân thành cảm ơn.